đố chị, con mèo kêu như nào? Mèo mèo. Còn con cún? Go go. Vậy còn con chim? Chip chip. Ủa mà hỏi mấy con này làm gì vậy? Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ biến thành những chú chim. Wow. Hả? Đúng vậy, hôm nay hai chị mình Simi và Sammy sẽ biến thành những chú chim con siêu dễ thương. Và nhiệm vụ của hai chị mình đó chính là biến những chú chim nhỏ này trở thành những chú chim trưởng thành siêu lớn như thế này nè. What? Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim Sam đạt được 50 like và cộng có 3 nhân Việt này. 3, 2, 1, thank you. Còn bây giờ bắt đầu thôi. Let's go. Ok bạn, bây giờ hai chị em mình sẽ chuyển sinh thành những chú chim nhỏ nhỏ xinh xinh nha mọi người. Chip chip. Vì hiện tại là trước khi mình chuyển sinh thì mình thấy là mình được lựa chọn một là làm trứng, hai là chim sẻ bồ câu. Trời ơi, ở đây có rất nhiều, không chỉ là chim nha, còn có cả thiên nga nữa. Trời ơi. Có gà nè, có gà. Thôi em nghĩ em sẽ biến thành là quả trứng trước đi. Đó, ok. Vậy cũng vậy. Rồi bây giờ mình chọn trứng nè. Gì đây? Có hình dáng hả? Trứng trứng tròn, trứng già, trứng tam giác. Trời ơi, cái gì hay vậy? Bây giờ em thì em sẽ chọn trứng bầu dục đi. Đó, đó là hình cơ bản của quả dài. Trứng. Ồ, chọn trứng dài hả? Ok, rồi còn gì ở đây? Ui, em được sơn nữa. Wow, hay vậy. Ôi, trời ơi, mình trứng còn màu xám nè. Trời ơi, mình còn có thể trang trí quả trứng của mình luôn nè các bạn ơi. Ồ, hình dạng nó, trứng này như cục đá luôn. Siêu chị có thể làm gì trứng như cục đá này luôn á. Ủa vậy hả? Ok, em sẽ... Ồ, em có thể vẽ được hả? Trời ơi, trứng cho đốm nè. Sao chị nói nghe mắc cười vậy? Nè, cái hình gì đang làm là trứng cho đốm nè. Ôi vậy hả? Ok, em sẽ làm trứng của em là như trứng của gì ta? Gấu tuyết. Ủa, mà trong này không có hình gấu tuyết. Coi, coi, à đây. Coi, trứng gì không? Ai em sẽ biến trứng em mà trứng gấu tuyết. Đây, ok. Rồi thôi, mình sẽ làm trứng hả? Mình vẽ đám mây lên hả? Mình vẽ được hình dạng lên nè. Ồ, chị vẽ đám mây hả? Ở đâu mình có vẽ đâu. Ok, mình coi. Được. Đó. Rồi, ok là em thấy là quả trứng của em là một quả trứng gấu tuyết rồi nè. Đấy, ok. Trứng chị là trứng trứng điệu đà lắm em, nó trứng mà còn điểm sắc thêm màu hồng. Wow. Ồ vậy hả? Ok, chị vào chơi cho em vào chơi nha. Rồi, chị okay. Chị vào ơi, chị vào ơi. Oh my god. Sim. Chị nè. Trứng chị có màu hồng nè, em thấy không? Đẹp không? Wow, dễ thương quá ta. Ôi, ủa sao em bự chân voi vậy? Trời ơi, trứng gấu tuyết có khác. Trứng gấu tuyết có khác. Đó, ok. Rồi, uống trứng ông chim đang nằm kìa, hay kìa. Ôi. Ôi có mấy bà, ôi có mấy con công luôn nè. Wow. Mama ơi, ấp trứng cho tụi con nhé. Ủa làm sao rồi mình nở ra ta? À, có người cho mình ăn nè. Cho ăn với. Chíp chíp chíp. Ôi không có nhặt được trứng hả? Chán quá ta. Ôi, ôi. Bạn chim mẹ cho mình một cái con sâu này. Chết rồi, mình không được ăn được, mình là quả trứng. Trời mình ơi. Là quả trứng vậy, rồi, sao mình lấy được cái ta? Bây giờ sao? mình phải lăn để cho nó mình sống lên, chị hiểu đây, không? Đây, đây, chị đang cố gắng. Ôi, quang, ngoài đây có một cái lửa nè. Đây. Ủa, mà làm trứng luộc đây em ơi, như nó trứng luộc hay sao hả? Từ từ, làm sao để ấp lên vậy ta? Mình đứng gần, ôi, có bạn Thiên Nga nè. Thiên Nga ơi, ấp ấp tụi con nhé, tụi con muốn sinh ra. Trời ơi. Trời ơi. Em coi coi, bây giờ mình bấm chữ H thử coi. Từ từ nở chứ, từ từ, chị nghĩ chị nở được rồi đó, từ từ. Được, được, được. Ê, bây giờ mình có thể nở được. Ok, Sam, chị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chị sẵn sàng rồi. Ok, các bạn ơi, hãy xem tụi mình nở ra nè. 3, 2, 1. 1. Ồ, em được chọn nè. Bây giờ em sẽ chọn làm cái gì ta? Em sẽ chọn làm... Con mình thấy ghê vậy ta? Em sẽ làm Thiên Nga. Em sẽ làm Thiên Nga. Đấy. Sắp. Sao chị? Ôi, sao chị? Con chị nó... Ê, khoan, em có thể chọn màu của em nha. Wow, em có thể chọn màu của em nha. Ủa, sao, sao cái đầu mình á, có lông nữa vậy? Sao con chị nhìn nó? Ủa, sao nhìn chị ghê vậy? Đi tướng nó, đi tướng nó cũng hoàng hoàng đó. Sao nhìn chị ghê vậy? Chị là chính do chị nhỏ chị chơi vậy thì em ạ. Chị là con chim chơi vậy thì. Mình tính thôi, chị chơi vậy thì. Okay. Đúng rồi. Em nói là em cũng khá là ok á Sam. Em đẹp mà. Em đẹp. Ủa, chị nó kỳ thôi. Sam ơi, nhìn nè. Oh my god. Oh my god. Em bự dữ vậy. Trời ơi, từ sao chị phải ăn cái gì đó. Trong này có đồ ăn không? Từ từ coi còn đồ ăn không. Ôi, ở đây có trứng nè. Đây để em ấp trứng cho. Đây, túc 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 túc. Ôi, không có được. Em khoan, em có thể nhặt chị lên đâu. Đây, em giúp chị. Đây. Rồi. Nhấc lên. Đây. Đây. Ô. Trời ơi. Trời ơi, là em dùng chân em quắp gì vô vậy hả? Ủa. À, mình đang dùng chân để quắp sao vô mình kỳ quá. Em thấy em nhìn em kỳ quá sao vậy? Thôi em thả chị ra đâu bây giờ chị nhảy. Ê, ra chị đâu. Lớn được á Sim, chị lớn được hay sao á? Thôi bây giờ em nghĩ hai chị em mình phải đi kiếm ăn đó sao ơi. Ô. Chị lớn rồi hả? Oh my god.
Ê, như con lông chị đẹp hơn rồi đó Sim, nhìn chị ổn rồi đó. Chị ổn không chưa? Ôi, chị đẹp chị quá. Chị biết bay đó. Ủa, chị biết bay vậy? Đời, ôi, em bay không có được, em chưa có cánh. Trời ơi. Okay. Bây giờ em nghĩ là bây giờ chị phải kiếm ăn giúp em. Em không có bay được. Rồi. Chị bay được chưa? Chị bay nè. Thôi, bay sơ sơ thôi cũng được, không sao bay sơ sơ. Ôi, chị cánh em này, thấy không? Trùng nhũng luôn. Ôi, nhảy nhìn. Trời em có lông à. Đây, chị có lông hay giờ nhìn hơi xấu xấu được đâu. Rồi, bây giờ chị em mình phải đi kiếm ăn. Đó. Cái con gì mà nó đen ở đây vậy? Trời ơi. Trời đúng loại gì á? Giống gì vậy? Thôi vậy là hai chị em mình phải đi kiếm ăn rồi Sam ơi. Oh my god. Xin chào các bạn. Tụi mình là con bạn biết bơi. Ủa biết bơi chưa ta? Để em bơi thử coi. Ôi. Em bơi được không ta? Con gì bơi được? À em bơi. Ủa dạ em bơi không được Sam ơi. Em bơi không có được. Ôi oh my god. Sao mình thấy cái gì đó? Ôi ăn, em ăn cỏ. Không ăn được hả? Chị ăn được không? Em ăn được. Ui em ăn được, em ăn con được. Con mình ăn sâu bạn ơi. Con mình ăn sâu. Hay mình quá. Đây đây em ăn được, em ăn được. Ủa chị có bông hoa. Ủa chị có bông hoa. Để đẹp nhặt thử coi. Ui em có bông hoa. Thôi mà em thấy trời. Ui Sam, phía đầu kia có nhà con người không? Do đi đi bây giờ chúng ta mình là con chim mà sao làm không tới, sao tới. mình vô tặng hoa cho con người rất là thích động vật hiểu không đó. Ok mong nó sẽ không bắt mình làm KFC. Trời ơi thiệt tình. Ôi nhà ôi đứa có hoa đẹp chứ nè. Đây để em ăn cái này. Ôi, ăn được hoa sao luôn. Vậy đó chị có phần ăn á, ở trên có hai chữ á đó, có chữ ăn ít được ăn được. Rồi, con người ơi, tụi tôi tới đây muốn tặng bạn bông hoa nè. Có gì bạn đừng ăn thịt tụi tôi nha. Em chắc chắn là nhà con người nhiều đồ ăn lắm. Chị tin em. Tất nhiên rồi, chị tới đây mình kiếm sâu mình ăn. Đúng rồi. Con người ơi, cho tụi tôi vô ăn được không ạ? Tụi tôi là hai chú chim bò đói. Bay. Ok, ăn. Ôi, có em tiến hóa được chưa? Bên góc bên dưới là có từ tiến hóa. Em chưa tiến hóa được à, không? Phát triển. Ok, em nghĩ đúng phải ăn thêm cái gì đó. Phải ăn một cái gì đó mới phát triển được. Ôi. Rồi sao nhà con người gì mà bự dữ vậy? Ôi mình làm con chim mình thấy nhỏ bé quá bạn ơi. Ôi em bật được bếp, em bật được bếp lửa luôn. Oh my god. Chị giỏi, chị nhảy kìa, chị nhảy kìa. Chị nhảy chưa đủ, chị đưa bay được không? Đây. Có sâu như này không ta? Em nghĩ chắc phải có sâu chứ. Chị ăn. Ôi. Chị ăn bông hoa lá rồi em. Ủa sao bay ra đây luôn vậy? Ủa sao ngoài đây có đồ ăn? Đâu vậy? Ra ngoài, tự nhiên bị bay ra ngoài luôn Sam ơi. Trời đất ơi. Chị đây. Rồi. Trời ơi, đây có đồ ăn không? Ủa, gì đây? Dung. Trời ơi. Dung có Dung. Ăn bây giờ ăn này, ăn cho. Nông ơi đó. Ăn thêm. Đó. Nông quà đấy bạn. Ôi. Sam ơi, hình như em cảm giác cơ thể em đang có gì đó. Ôi, hình như là em sắp tiến hóa rồi. Oh my god. No. Oh my god. Oh my god. What the hell? Ủa sao em? Trời ơi, sao em bự vậy Sim ơi? Ok, Sim ơi, sao vậy? Chị biết rồi, chị cũng tiến hóa Sim, chị biết bay em Sim nhìn là như. Đâu chị đâu. Wow, chị bay được rồi. Yeah, chị hơi nhỏ nhưng bay được Sim ơi. Trời sao? Ơi. Để em chị gặp em đi được không ta? Để em gặp chị thử coi. Nhặt mỏ lên rồi, chị đồng ý đi. Oh my god. Ủa. Ủa từ từ xin phép lại rồi té chị ơi bên té gì là té đây đây để em gấp chị đó nhặt mỏ. Ủa Sam ơi Sam không bay được đâu. Em là dịch mà Sam bay được em. Ha mình là thiên nga các bạn ơi. Trời tức thiên nga mà em là thiên nga mà em bơi được giờ... em nhưng mà bơi được em nhưng mà em ăn thịt gì vậy nhìn chị nè. Cứu tôi thì cái mặt chị hoang mang không em. Ủa khoan từ em có thể gì ta, em có thể cưỡi lên vai được không ta? Em bị cưỡi được á. Đâu xuống sao? Đâu xuống đây. Rồi. Chị đâu đây để em chở chị đi chứ em sẽ em cắn gì được. Rồi. Đặt biết rồi lưng bé hả? Chị đâu vậy? Wow, chết ta. Trời ơi dễ thương quá trời, nhưng mà mình không bay được bạn ơi, tức quá. Sao mình bơi được em, mình đi bơi thôi đi. Bây giờ bơi đẹp lắm á, giờ bơi đẹp bây luôn. Bây giờ mình sẽ gì ta? Bây giờ mình sẽ bơi nha các bạn. Ủa mình có thể dịch chuyển được nè. Bây giờ mình có thể đi bãi biển nè. Ôi trời ơi, đã dữ vậy trời ơi. Rồi đây em dẫn chị đi biển nè. Đây để em dẫn chị đi biển. Đó. Đây, wow. Đó. Chữ. Wow, chị biết
bơi nha em ơi. Sao em biết bơi kỳ vậy? Sao con bơi kỳ vậy? Em bắt đầu vậy? Em bơi không được. Ây da, em bơi sao vậy? Em không biết bơi. Sao em ở cái người hôm nay đâu vậy? Em ơi, bơi. À đây đây, em bơi được rồi, em bơi được rồi. Chân mà đạp nha. Ok ok. Wow. Em không biết. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chết rồi sao bơi? Em không có hợp. Em không biết bơi, không sao. Thì em làm hợp làm nặng tiếng cá. Ôi, Sam, chị thấy đầu kia có gì không? Có chuối. Chuối, chuối, đây, chuối. Đây, em dẫn chị đi ăn chuối. Ủa, đây có gì ạ? Cái gì ạ? Xem gì ạ? Xem bơi, xem bơi, xem bơi. Chị, 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 ốc. Bây giờ mình ăn ốc trong con ốc đó. Ăn nhông mình ăn nhông 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 nhông. Em bự quá sao ơi, em bự quá. Đây chị yên tâm, em bóc chuối chị ăn, em cao lắm. Đây đó, em bóc chị quả chuối. Đây em thả gì đây, em thả chị ăn này. Đây em thả xuống nè, nấm nấm mâm mâm. Từ chị ăn nốt quả này đó, chị ăn quả này đó. Ok. Wow. Hóa ra cái kiểu cao nó quan trọng vậy đó mấy bạn. Hóa ra vậy. Ôi, okay. Trời ơi. Nhưng mà em cảm đây, giác là cái, em... Cái dừa xin ơi, chị bạn là cái dừa không chị? Có cái dừa cái gì? Cái dừa hả? Đây em tâm cái dừa em. Để chị để, đâu, em lỗ cao được cái gì không? Đâu em bay. Ủa em bay không được sao ơi, cứu em. Em ơi, để chị thì bay vô. Đâu đâu vậy? Để chị. Xin ơi. Trái dừa. Đây xin ơi. Chị hãy cái dừa cho chị đi. Sao ơi, chị có sao không? Đây xin ơi. Sao ơi chị đó. Đây chị thả xuống cho em phao kia. Thả là gì nữa? Chị bấm chưa thả lop, xuống lop. Đúng rồi đúng rồi. Đây. Ờ thả sao ra từ từ thả. Đây đó. Nhom 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 ăn trái dừa. Ngon quá. Rất mạnh của người cao với là người giúp bay đó bạn. Trời ơi ok. Nhưng mà tình hình là em nói hiện tại là em hơi bị phế. Có cái hang kìa mà, có cái hang kìa. Có cái hang đâu. Em thấy cái hang không? Không, nhưng mà chị có nghĩ là tụi mình nên đợi trời sáng chỗ đẹp không? Đấy, đợi trời hơi tối. Bây giờ đây để em dẫn chị về hang nha. Đây đây. Rồi em gấp vậy đi luôn đi. Đây bây giờ chị em sẽ đây. Bây mình okay, sẽ gấp. Em ơi. Mình sẽ gấp chị gái mình về nha bạn, về hang. Bơi về an toàn hơn em chứ, nãy em để lưng hơi nguy hiểm rồi. Bơi đi. Ok rồi để em bơi. Cái này. Ủa. Sao em xuống đại. Ủa xuống đại dương luôn hả? Ủa em bơi được hả? Ủa em bơi được kìa. Ủa em thấy gì chưa? Sao bơi? Chị thấy. Ủa em thấy gì chưa? Chị thấy nè. Thôi sao vậy? Vậy là con em không bơi được à? Chim biết bơi hả? Thôi để em chở chị về nha. Ok. Em bơi em nó bất ổn quá vậy. Không sao không em sao. Thực sự là chim không vậy? Em thực sự là thiên nga không vậy? Không sao. Chị để em lo được, chị để em. Ok. Chị thấy cái dáng bơi luôn á, chị thấy cái góc chị thấy được dáng bơi á, nó kỳ lắm, như cái chèo các bạn ơi. Phải không? Chị cái thuyền cái chèo á, sim chơi bơi như cái chèo vậy. Để em. Ok các bạn, tụi mình quyết định chuyển sân thêm một lần nữa. Và tụi mình lần này tụi mình quyết định tụi mình sẽ gọi là biến thành những chú chim biết bay. Đâu này là... Nhà. Ủa? Sao vậy? Vậy sao... mất cái ổ rồi. Trời ơi, vậy tụi mình nặng tới mức mà sập cái ổ luôn hả? Thôi qua bên này. Đây nè, đây, chị nghĩ bây giờ mà cách tốt nhất để cho chim đỡ biết cách làm nào không? Làm sao? Nhảy lên đống lửa luôn. Ủa? Chất luộc, chất luộc sao? Chất luộc luôn em ơi. Có một bạn gà vừa sinh ra này, dễ thương quá. Trời. Bằng công đây đẹp quá trời nè. Trời ơi, ước gì chị cũng đẹp như bằng công nhỉ. Chứ nãy chị thấy chị cũng không đẹp lắm em ơi. Ok các bạn ơi, bây giờ tụi mình nghĩ tụi mình sẽ đứng đây một xíu để cho giúp tụi mình gọi là nở ra. Đây hai chị em mình phải xoay vòng tròn. Ui sao ơi. Bạn ơi, bạn không ấp trứng với bạn đừng làm cái này nha. Cái này là game thôi nha, chứ ngoài đời bạn làm như này chắc chắn bạn sẽ bị má quánh hoặc là ba cho ăn chỗ già đó. Ok. Các bạn nào xem tới đoạn này thì các bạn đừng quên giúp cho video của Sim Sam đạt được 5 like để giúp cho Sim Sam nở thành những chú chim xinh đẹp nha. Và cộng của ba game việc này. 3, 2, 1 Thank you. Cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ ui sao ơi. Chừng em lắc rồi. Ôi chừng em lắc rồi. Wow. Thôi chị con chị nó giống như cái gì đây. Đuôi thì màu vàng, thân thì màu xanh, rồi cái cánh thì màu đỏ. Siêu nhân à, siêu nhân biết rồi. Siêu nhân đeo tim rồi. Ra đây. Sao chị con gì? Sao chị xấu vậy? Con tôi từ lúc nào nó sinh ra nó toàn á. Nó custom gì đó, trứng mà nó custom như siêu nhân vậy. Nhìn tôi nè. Anh đâu giống con người, anh đâu giống con chim đâu. Con này nó ra từ siêu nhân không mà, siêu nhân chim. Thôi bây giờ hai chị em mà phải đi kiếm ăn nè, khổ quá.
sợ sao? Chị mới ra cái măng cái người ta tưởng gì quỷ, người ta cắn gì đi luôn á. Thôi không sao, không sao, không sao. Thôi đây, đây, đây. Con chị đi dễ thương nghe. Ủa? Đâu, chị đâu rồi? Đâu? Sao thế rồi? Thì con chị nó đi kỳ lắm nhìn nè. Đi chung mông không à nhìn nó mập lắm. Đâu, chị đi đâu? Chị đi nè. Đi cái kiểu gì vậy trời ơi. Thôi sao, đây đây có bông hoa nè, về chị đem gặm hoa xuất đi. Bội quá giờ phải gặm hoa bạn ơi. Ngoài nhông nhông nhông. Khổ lắm. Đây đây. Thôi sao, ủa em có thể nhấc bổng gì lên không? Đây. Ủa gì vậy ơi, gì vậy? Đang coi clip mà nói. Cái hoa cái thằng. Trời ơi, người ta ép tôi nữa mà ăn không. Em đây đây, sao đẹp đẹp đẹp. Đây đây, không được để chị khoe đã em. Thì đấy, con chim em đẹp không? Con chú chim của em đẹp không? Chú chim em đẹp không? Đây chú chim của em xin. Ủa? Con này cái con này, con này có tiền sử có thiệt nha. Thì đó, con này là con kìa, là con quỷ với con gì. Nhưng mà nó đâu có màu như thế này. Thì đó, con này là con gọi là chú chim Sammy Đào siêu nhân, điện quang. Trời, sao chị chở em đi được? Ui, con chim gì bự vậy? Ờ thì con kia là chim công kìa. Ồ, trong này có con chim nó bình thường đâu, toàn bình dương không. Đây đây, sao chị cách chưa người em thì chở em đi vô nhà con người đi. Đừng quay nữa mà. Ờ, cái gì vậy trời ơi. Đây chị một em đi. Quay nữa sao ơi. Đây đây đây. Đây giờ em bích gì đi. Đây đây. Đây. Rồi, ok. Đây chị được 5 bước rồi, tôi đi đây. Đi. Trời ơi, bà mua đang gọi là. Rồi. Đây. Làm sao? Đây đây rồi. Cái gì vậy? Không sao sao, để em giúp chị. Chíp. Không sao, em sẽ giúp chị. Em chúng ta sẽ quay. Cố lên em ơi, mình đi xem cái bông ở trong phim này cũng được không? Trong này được. Em sẽ giúp hai chị mình tiếng hóa. Chíp. Có thật sự là tiếng hóa được không em? Chị thấy không ổn lắm. Được, đây. Chị thấy không? Đi ăn, đi đây. Ăn, đi ăn sâu. Đây, em giúp chị. Bây giờ hai chị mình ăn sâu nè. Ông nhông nhông. Trời ơi, con sâu còn bự hơn mình em ơi. Đây, không sao. Ok, bây giờ hai chị em ăn. Cô ăn lại mà. Thật nhiều để mình tiếng hóa. Ông nhông nhông nhông. Em thấy người bắt đầu to lên. Như người bắt đầu to đó. Chị cảm giác là người mình to. Sao thôi, em chuẩn bị tiếng hóa rồi. Nhông nhông nhông. Ê, to hơn nè. Ê, cô ăn nó to đi xem ơi. Nhông 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 nhông. Ôi Sam ơi, em cảm giác mình sắp tiến hóa rồi. Oh my god. Mình to hơn mình to nãy đúng không? Mình to nãy đúng không? Không, mình sắp tiến hóa rồi. No. Ôi. Wow. Sam ơi. Ủa chứ Sam mình thấy sao đâu biết hóa. Sao con chị chưa phong cận vậy? Sao nhìn chị kỳ vậy? Ủa sao nhìn chị kỳ vậy? Oh my god. Sam chị em là con gì vậy? Em bị không sao sao, em sẽ giúp chị. Đây, uầy, em không có nhặt gì là không sao sao. Em nghĩ chị nên đi tắm để chị có thể nhuộm màu mới. Đi, đi theo em. Đó. Chị thấy con chuột, chị thấy con chuột. Ôi, oh my god. Con chuột, chuột đâu? Con chuột. Chuột đâu? Chuột, chít. À, con chuột, con chuột. Ôi, à, em bắt được con chuột của Sam ơi. Đây. Rồi, Sam ơi. Thôi đi nhanh đi chuột. Thôi. Ôi mà không được Sam ơi, em là chim, một chú chim tốt bụng, em có thể ăn chuột, em sẽ thả chú chuột, em sẽ xả chú chuột này ra. Em không có thích ăn bằng chuột rồi được. Thôi, chuột ơi, dù mình biết mình đã bắt được bạn nhưng mà thôi, mình sẽ thả bạn ở đây coi như là chúng ta làm bạn nha. Đây, thôi, thả bạn ra đó. Còn sống đâu. Mình xin lỗi bạn, mình không có ý thả hại bạn đâu. Thôi em sẽ thả ơi. Em sẽ thả bạn chuột này ở ngay cái dòng sông. Đây, bây giờ Sam, bây giờ chúng ta hãy teleport tới ở gì ta? Ở bãi biển đi. Đây. Bãi biển hả? Biển beach. Đó, biển nè. Thôi, ôi. Em sẽ thả bạn chuột ngay bãi biển để hy vọng quỳ Sam ơi. Thôi, cho bạn chuột tắm biển ở đây đi đó. Bạn nằm ở đó nha. Em bơi được ta. Để em bơi thử coi. Em đi cái nước luôn là gì bơi hay hả? Ui, em bơi được nè. Oh my god. Em bơi được bơi nước. Oh my god. Hay dữ vậy? Thôi sao em nghĩ có khả năng là tụi mình có thể bơi được như gì ta? Như những chú cá đó. Oh my god. Nghĩ là dưới này cũng có gọi là nạc tiếng cá thêm. Oh vậy sao? Nhớ có ăn bố kìa. Khoan, từ. Ủa, con cá kìa, con cá kìa. Ủa, chị bắt được cá không? Ủa, sao chị thôi, thấy? Thôi, chị thấy con cá. Để chị, Ủa, sao em thấy gì trơn? Ta sao chị thấy hay vậy? Em không thấy gì luôn á. Đây, có mấy con cá thì xuống, chị bắt cho em ăn cho. Okay. Đây, cá này, đây, cá. Chị bắt cho em ăn nè. Chim bắt cá thì có bị vô lý quá mấy bạn, thấy bình thường mà đúng không? Đây. Em đợi chị đó, em đợi chị đó. Chị, đây, chị đang cắt.
Rồi, bắt được cái đi đây. Quá, chị giỏi quá. Đây, trời ơi, em ở cô gái đúng là Sammy có một cô khác. Trời ơi, đây. Trời ơi, đâu chị đâu? Em ở trên bờ nè. Chip 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 chip. Đây, chị ơi, thấy chị đâu? Ủa chị bay. Ủa. Chị bay được hả? Hay vậy. Yeah, wow, cảm ơn chị. Ông nhom 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 ngon quá. Ủa sao mà em muốn ăn chứ dừa, em đói quá. Dừa. Ủa biết bay à? Em không biết bay hả? Không, em không biết bay. Đây bây giờ em nhấn attraction đó xem bay được mà. Đây nè. Chị chim biết bay mà. Hành động. Chúng ta ôi. Bay được. Ôi, bay được. Ôi. Em là em bay được. Wow. Em bay được. Đây em lên hái gì vậy chị ăn. Đây. Lại chị ăn. Nhom 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 nhom. Đây 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 đây. Rồi, chị bay biết bay rồi chị ơi. Em đã biết bay. Đây, em cho chăn cái dừa của em. Đó. Chúc mừng em đã biết bay rồi. Nhom nhom. Em nghĩ bây giờ chúng ta nên đi đâu đó đi sao? Đây, đi. Đúng rồi, chị đi thăm phá em ơi. Chị nghĩ là bây giờ mình là đi phải đi khám phá. Đúng rồi. Ôi trên tuyết luôn kìa. Ôi trên này có tuyết. Ủa khoan, của hai chị em mình có chắc là sinh tồn trên tuyết được không? Em sợ quá. Không biết nữa, nhưng em đâu rồi? Ủa em đây nè. Ủa chị đâu ơi? Đâu? No. Ủa em đâu? Ôi, chị đâu? No. Chị đang ở cái đảo, chị đang ở cái đảo này. Đây, đây, đây. Đảo hả? Bây giờ mình bay qua đây, đây, chị đang sau lưng em đây. Bây giờ mình bay tới chỗ nào? Đi, đi tìm chỗ nào đó. Ok, bây giờ hai chị em mình sẽ đi du lịch nha các bạn. Bay thôi, let's go. Sim ơi, chị nghĩ là bây giờ em rất là nhỏ bé đúng không? Giờ chị bay. Wow. Ok. Chị em mình xong bây giờ lạc đó Sim ơi. Yeah. Chị gái mình đang. Ủa, em thấy có một cái chỗ có đám lửa rồi chị thấy không? Oh my god. Chị thấy không? Có một cái đám lửa sau lưng chị, sau lưng chị, sau lưng chị, sau lưng chị. Sau lưng chị. Rồi đây. Cứ bay đi. Đó chị thấy không? Ồ. Có vẻ như là ai đó đã cắm trại. Chà, cắm trại sao? Cắm trại đây sao? Cũng được á, từ đi tôi đi tìm thử coi. Trời sắp mưa nè. Ồ, bữa tiệc của con người. Ui cha 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 cha. Đây để em nhảy con lưng chị cho. Đây. Đâu để em. Để em bay lên để em coi đồ ăn con người có gì vui. Đó. Có gì đây? A. À. Ê, đây. Sam. Ở đây có cái một dạ? Chai nước đẹp uống thử coi. Sao nhìn nè. Đây 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 đây. Đây, chị đây, chị đây, chị đây. Đây, bây giờ em sẽ uống thử chai nước con người nghe đồ á, nước con người uống vô sẽ tiến hóa em ăn. Nhồng nhồng nhồng. Sao vậy? Sao vậy? Gì gì? Em hả? No! Mình phải dùng cái này. Để chị. Để chị cho em ăn cái đồ ăn này. Con cua hoàng đế. Đây, con cua hoàng đế này sẽ giúp em ăn được. Làm ơi, cứu em bị chống độc. Ôi đi. Hãy ăn cùng đi đi. Ôi. Đang cua đó. Thôi, em sẽ ăn đó. Ông dầm 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 dầm. Em lộ không? Em có vẻ em đã đỡ hơn rồi. May quá vậy. Vậy là bạn không được uống mấy đồ nước bậy bạ nha đó. Đúng rồi đó. Khoan, hình như là em sao thì em muốn đi lên núi tuyết chơi. Có bị chở em lên núi tuyết chơi được không? Ok, let's go Sim ơi. Đây. Đâu, chị chở em lên. Đây, yes. Rồi. Ok, bây giờ chị gái mình sẽ chở mình đi chơi núi tuyết với bạn. Let's go. Trên núi tuyết rồi có gì cái hàng tuyết này đúng không? Cái hàng tuyết họ từ từ chị bay lên cao đâu coi còn gì trên này không? Mày có chắc chắn trên này còn gì không? Đây không có gì trơn. Vậy mình sẽ đi cái hàng tuyết đúng không? Không, không, em vào núi tuyết, em vào núi tuyết. Bây giờ tôi sẽ đi núi tuyết. Được không? Ô đẹp. Trời ơi, thì ra là sống, nếu chúng ta trở thành những chú chim là tụi mình có thể bay lượn thoải mái này các bạn ơi. Trời, tính là kiểu sinh làm chim cũng vui ghê các bạn ơi. Thử đi núi lửa em ơi. Ôi. Oh my god. Các bạn ơi, nhìn bên nè. Có khu gì? Ở đây, toàn là xuống kìa. Trời ơi. Xuống mà. Hình như là mấy chú chim tới đây như bị nạn xong rồi bị gì luôn á. Trời bị thành khúc xương luôn các bạn ơi. Trời ơi, chị bay. Sao vậy? Bay thôi. Wow. Trời ơi, vậy là những chú chim nào mà bị lọt xuống cái lava này là chúng ta xác định là biến thành rồi là khúc xương luôn các bạn ơi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Bây giờ em muốn đi đâu không Sim? Bây giờ em đó. Có một ngôi nhà trên cây, thấy không? Có ngôi nhà trên cây, yes, tôi thích ngôi nhà trên cây các bạn ơi. Vậy là ngôi nhà trên cây có rất là nhiều thứ thú vị các bạn ơi. Mình nghĩ là tụi mình sẽ kiếm một nơi làm nhà. Ngôi nhà trên cây này là một nơi rất thích hợp. Như là ngôi nhà này hợp lý á. Có con người không ta? Chíp. Ủa bên trong đẹp nha, bên trong đẹp nha, chị cảm giác bên trong đẹp nha. Đâu, có... đây, đâu để đi thử coi. Bên trong sao? Nói. Bay bên trong, bay. Đâu, bay để bay. Bay lên. Wow, ôi con chuột. Thôi bạn chuột. Thôi bạn chuột, cơ đất bay chơi nha. Ôi, Sam ơi, đùi gà. Đùi gà.
Oh my god. Oh my god. Nham nham đúng là hợp lý thật sự. Ở đây có một ngôi nhà của chim nữa. Wow. Trời ơi, tết giờ. Ủa sao mà em nghĩ tụi mình nên cư trú tại đây đi. Cư trú ở đây nghe hợp lý đó. Trời các bạn ơi, vậy là mình nghĩ là hai chị em mình đã kiếm được một ngôi nhà thích hợp cho hai chị em mình rồi các bạn ơi. Trời ơi, nhà lâu luôn mà. Dữ luôn. Đây, cái ok đây? Ủa? Ủa sao bắt được bằng chuột vậy? Còn chuyện mấy tự nhiên trong này có cái chê ve nhấn vô con chuột đang nằm. Oh my god, thôi sao nha. Đây, cho bằng nằm nè, cho ấm nè. Ok. Ok, sao vô chị bấm ở gì ta số 2 đi đó, hai chị em mình ngồi xuống. Đó. Ngồi xuống số 2 thôi. Số 2. Đó. Ok các bạn, thế bạn nhắc video một ngày hai chị em mình gọi là chuyển sinh thành những chú chim xinh đẹp thì các bạn thấy như thế nào? Các bạn cũng đồng xinh đẹp. Nhìn mặt chị thì các bạn có gì xinh đẹp thế nào hết trơn á, em có thể xinh đẹp nhưng chị có okay. thể làm gì đâu. Ok thì các bạn thấy cái tựa game hóa chúng ta chuyển sinh thành những chú chim gọi là gì ta siêu dễ thương linh hoạt và cuộc sống những chú chim này như thế nào thì các bạn đừng có lỡ video biết nha. Và nếu bạn nào muốn chơi game này thì đây chính là tên tựa game thì dành cho bạn nào muốn chơi thì đừng quên vào trải nghiệm nha. Ok thì video của hai chị em mình như này thôi thì bạn thấy như thế nào đừng có lỡ video cho hai chị em mình biết nha. Và trước khi kết thúc video này thì các bạn cũng đừng quên giúp video của Sim Sam đạt được 5 và cỡ có 3 giây việc này. 3, 2, 1 Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ bye bye.